Bitcoin hiện tại thì đang đi ngang Ngày hôm qua thì Bitcoin giảm là 2,5% tương ứng với giảm 1.000 giá Thì nó đang ở cái mức Fibo 0.50 Và Fibo 61 Thì đây là hai cái mức Fibo Khá là quan trọng Hiện tại thì Bitcoin đi ngang Các bạn đi ngang Và eth thì hôm qua Cũng giảm khá là mạnh ETH hôm qua giảm 4% à? 4% tương ứng với giảm là 94 giá hiện giờ thì ETH cũng đi ngang và đang ở cái mức Fibo uh, 0.5 và và 0. Uh, Fibo 50 và Fibo 61 thì xu hướng hiện tại của Bitcoin và ETH là xu hướng đi ngang. Uh, về Total 3, ngày hôm qua thì Total 3 cũng cũng giảm 2,8% tương ứng với giảm là 13 13 tỷ đô. Hiện tại thì xu hướng của uh, toto 3 là một xu hướng đi ngang. Hôm qua cũng có rất nhiều đồng uh, rất nhiều đồng coi điều chỉnh và có những cái đồng thì nó vẫn tăng. Bây giờ chúng ta sẽ xem là uh, ví dụ như là hôm qua là về DIDX này. Hôm qua DIDX thì cũng giảm là khoảng tầm uh, 5% Đấy, rất là nhiều, nhiều đồng giảm Linh hôm qua cũng giảm rất là mạnh Linh hôm qua là giảm bảy uh, đấy me 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 thì cũng cũng giảm cũng giảm cũng khá là mạnh 11% phần trăm các bạn me me rồi quân coi các thứ ấy, cũng cũng giảm ni cũng giảm hôm nay thì biết giảm thì một số đồng nó hồi ấy. nhưng mà các bạn uh, uh, Tray vào cái ngày Ờ uh, ngày thứ bảy chủ nhật này thì các bạn cẩn thận xu hướng của bitcoin nếu mà nó cứ đi ngang như này thì sẽ có một số đồng ôn coi nó hồi đấy đó nếu các bạn uh, trade thì, thì nghĩ là chơi thì thành nghĩa là nên nên chơi kiểu lướt đấy đó cả hai chiều uh, chiều tăng hay chiều giảm thì các bạn cũng 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 nên lướt để khi bitcoin và eth đi ngang ấy, thì các đồng ôn coi nó sẽ có thể có những cái lực hồi